chào các bạn, mình là Hình Dầu Nguyễn. Như các bạn đã biết, sau gần 10 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên mình về Việt Nam tham gia các hoạt động âm nhạc trong nước. Và hôm nay, mình có một vinh dự rất lớn được mời biểu diễn tại showroom Starway thành phố Hồ Chí Minh. Những năm mình học tập và làm việc ở châu Âu, mình cũng đã biểu diễn trên rất nhiều hãng đàn khác nhau, ví dụ như là Yamaha, Bösendorf hoặc là Fazioli, và không thể kể đến hãng đàn Starway. Các trường âm nhạc ở châu Âu thì rất là chuộng cây đàn Starway. Và khi mà mình học ở trường âm nhạc Hoàng gia Scotland, toàn bộ đàn của trường đều là đàn Starway cả. Và mỗi khi mà mình đánh đàn Starway thì mình cảm thấy mình có thể là chính mình, và những ý tưởng âm nhạc, những cảm nhận âm nhạc mà mình muốn thể hiện thì cây đàn Starway đều có thể giúp mình thể hiện ra hết được. Trên cây đàn Starway, những nốt cao có thể là rất đặc biệt, bởi vì mình cảm thấy với một số cây đàn khác, khi bạn đánh những nốt cao thì tiếng thường là hoặc là quá xa hoặc là quá khô. Nhưng mà trên cây đàn Starway thì tiếng lúc nào cũng rất là trong trẻo. Khi mà bạn đánh những quá trầm thì tiếng rất là dày và rất là ấm. Còn những cây đàn khác thì tiếng có thể là quá trầm hoặc cũng có thể là quá thanh. Thế nhưng mà trên cây đàn Starway thì độ trầm ấm nó cũng rất là vừa phải. Về mặt kỹ thuật mà nói thì mình rất là thích biểu diễn trên cây đàn Starway, bởi vì là cái hệ thống múa ở bên trong được cấu tạo rất là phức tạp. Và khi mà mình đánh những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao thì cái hệ thống múa này nó trợ giúp cho mình rất là nhiều. Như có những hệ thống múa rất là linh hoạt và phức tạp và tỉ mỉ từng chi tiết, cho nên mỗi khi mà mình lướt trên phím đàn hoặc là thực hiện những tác phẩm rất phức tạp về kỹ thuật, mình có thể cảm nhận được từng cây búa gõ vào phím đàn. Và như có thế thì những cái cảm nhận tinh tế nhất đều có thể được thể hiện trên cây đàn Starway. Ngoài việc là một người bạn trợ giúp về mặt âm nhạc ra thì Starway cũng là một người bạn về mặt kỹ thuật đối với bất kỳ nghệ sĩ nào. Bởi vì đối với mình mà nói thì khi thực hiện những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao trên Starway, Starway cũng đã giúp người nghệ sĩ có thể thực hiện những kỹ thuật một cách rất là dễ dàng khi mà so sánh với những loại đàn khác, bởi vì hệ thống búa rất là nhạy và rất là tinh tế. Chính vì thế khi bạn biểu diễn trên cái đàn Starway, bạn sẽ cảm thấy không khó khăn và bất sức như khi biểu diễn trên những cái đàn khác. Sau những năm học tập và làm việc ở châu Âu, cây đàn Starway quả thực là một người bạn đồng hành không thể thiếu của mình. Bởi vì nhờ có Starway mà tiếng đàn của mình mới có thể thể hiện được tất cả những cảm xúc âm nhạc mà mình muốn gửi tới khán giả. Không những thế mà cây đàn Starway còn là một người bạn về mặt kỹ thuật, về mặt cảm xúc âm nhạc, và Starway cũng là một người bạn trên tất cả những sân khấu biểu diễn của mình. Và điều cuối cùng mình muốn gửi tới các bạn chính là mình cảm thấy thực sự may mắn và vinh dự khi là một trong những nghệ sĩ được biểu diễn trên những cây đàn Starway huyền thoại. Xin cảm ơn các bạn.